thông số kỹ thuật sản phẩm 8800 Mark đôi này do nhà cung cấp cấp thì anh em này. Đây. Nhỏ nhất là 150W, còn tối đa là 410W. Bề ngang 42, chiều cao 15, còn chiều sâu là 38 anh em nhé. Cái dòng âm ly này thì nó chỉ ghi công suất tối thiểu ở trên máy thôi các bác ạ. Bởi vì anh em hiểu tối đa tối thiểu nó như kiểu là khi anh em mở to nó sẽ ăn công suất lớn hơn, và khi nhỏ nó sẽ ra công suất nhỏ. Đấy. Nội thất khủng luôn. $8800 Mark đôi, sản xuất năm đầu tiên là năm 1976 anh em nhá. Đó. Một vài thông tin từ nhà sản xuất, nghĩa là đằng sau chỉ ghi 150W thôi, thì tối đa của này thì là 410W, 8 sò than và một nguồn, hai nguồn cầu chữ U, chức năng 3G.